Ủa em, mình về nhà mới rồi, sao không lấy đồ mới ra mặc? Đồ mới nào? Em đâu có mua áo mới nào đâu. Em quên rồi hả? Bộ đồ ngủ anh tặng em đó. Ngon, cái bộ đó sexy quá à. Em dám mặc cái kỳ kỳ sao? Trời ơi, ai đời mà vợ mắc cỡ với chồng bao giờ đâu. Anh thấy em mặc đẹp, anh thích mà. Thôi, hôm nay không mặc thì mai mặc, má mặc mốt mà. Ê, con Thu nó làm sao rồi ta? Tôi nghĩ hả là tôi với bà phải mang nó ra tút lại á. Ờ, cái con đó có chồng đàng hoàng như người ta mà chồng đẹp trai nữa, mà không biết chiều chồng, mặc đồ cũng biết mặc đồ. Giày á, quai thì màu đen, rồi cái quai trên á thì màu xám, mặc cái đầm màu trắng, cái áo khoác màu hồng, đôi cái nóng màu tím. Sao không có cái gì với cái gì nó liên quan với nhau hết trơn vậy hả? Nhưng mà em không có quen ăn mặc như mấy chị. Hơi hở hang chút xíu. Mày dám nói chị em mặc hở hang. Mà ông Huy á nha, thấy gái đẹp á hả, lại sáng con mắt lên, mắt chết vậy nè. Chắc tôi nghi bị mất chồng quá. Thế nào cũng miệng Huy bỏ. Đón xem những cô nàng độc thân làm mẹ lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 trên kênh Vi Giải Trí.